Chắc hẳn nhiều người vô cùng thắc mắc chat GPT là gì mà đã trở thành một cơn sốt trên mạng Internet và có số lượng người dùng lên đến hơn một triệu chỉ trong chưa đầy một tuần. Theo đó, vậy chat GPT là gì? Chat GPT, viết tắt của chat Generative pre trained Transformer, là một công cụ dùng để xử lý các ngôn ngữ tự nhiên và được điều khiển bằng công nghệ AI. Hoạt động của chat GPT là dựa trên công cụ GPT-3 sở hữu một bộ văn bản bao gồm 8 triệu tài liệu và hơn 10 tỷ từ. Thông qua kho, văn bản này, chat GPT sẽ xử lý một lượng lớn văn bản và thực hiện các tác vụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên, tạo ra văn bản mới mạch lạc và trôi chảy. Ai là người sáng lập ra chat GPT? Người đứng sau thành công của chat GPT là Sam Altman, đồng sáng lập và CEO của OpenAI, một công ty trí tuệ nhân tạo có trụ sở chính tại San Francisco. Ban đầu, OpenAI hoạt động như một tổ chức phi lợi nhuận với sự tài trợ từ ông Mừng khi ông làm việc ở e Combinator. Anh là một trong những nhà sáng lập công ty cùng với CEO Tesla Elon Musk, -E, nhà đồng sáng lập Linh Edwin J. Hoffman và nhiều thành viên khác. Kể từ khi anh ông Mừng điều hành, OpenAI đạt nhiều thành tựu, đặc biệt là trong năm 2022. Với sự xuất hiện của Don E2 vào giữa năm 2022, cho phép người dùng tạo tác phẩm nghệ thuật chỉ bằng chuỗi văn bản. Tiếp đến, OpenAI trình làng, chat GPT và được mọi người mô tả là ai thông minh, đa tài, có thể giải đáp mọi thắc mắc như người thật. So sánh chat GPT có gì khác biệt với những công cụ khác? Do chat GPT là mô hình ngôn ngữ được phát triển trên cơ sở trí tuệ nhân tạo, nên điểm khác biệt rõ nhất là kết quả trả về người dùng. So với các công cụ chatbot thông thường sẽ lập chỉ một các trang web trên Internet. Để người dùng tự tìm kiếm thông tin, thì chat GPT sẽ tận dụng những kiến thức học được trong quá trình đào tạo, nghiên cứu để đưa ra câu trả lời. Vì sao nói chat GPT là bước ngoặt công nghệ? Việc chat GPT ra mắt vào tháng 1-1-2022 được nhiều người xem như một bước ngoặt trong việc giới thiệu một làn sóng trí tuệ nhân tạo mới tới công chúng, bởi nhờ vào kho tàng kiến thức khổng lồ mỗi khi người dùng bắt đầu cuộc trò chuyện. Chat GPT có thể cung cấp thông tin và phản hồi rất nhanh, chính xác, mạch lạc như người thật. Bên cạnh đó, thông qua Chat GPT bạn có thể thực hiện được các công việc như soạn, gửi email đến khách hàng, viết luận văn, cốt, viết content, làm thơ, lập trình, hỏi đáp và trò chuyện như hai người bạn với nhau. Song song đó, cũng không ít người lo ngại về mức độ ảnh hưởng Chat GPT với AI Content và Google. Theo đó, bạn cần phải hiểu ai content là những nội dung được viết nên bởi trí tuệ nhân tạo. AI thường được ứng dụng trong việc xây dựng nội dung bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, chẳng hạn như viết bài SEO cho website. Còn ở thời điểm hiện tại, Google vẫn là công cụ tìm kiếm hàng đầu thế giới, với các tin tức được cập nhật nhanh nhất. Do đó, với câu hỏi rằng liệu chat GPT có tác động đến ai content hay thay thế Google trong tương lai không, thì đáp án là không bởi chat gpt không được tạo ra nhằm mục đích phục vụ cho một tác vụ nào nên nguồn kiến thức mà nó sở hữu sẽ được dùng cho nhiều mục đích khác nhau trong công việc học tập đánh giá ưu nhược điểm của chat gpt với khả năng xử lý thông minh và tính hiệu quả vô cùng cao chat gpt hứa hẹn là một công cụ góp phần hoàn thiện công việc học tập nhanh chóng với kết quả tối ưu ưu điểm của chat gpt giao diện trực quan thân thiện và dễ dàng sử dụng các câu trả lời dễ hiểu, trôi chảy hơn các công cụ chatbot khác. Có khả năng ghi nhớ nội dung trò chuyện trước đó, từ đó cung cấp các đề xuất và hỗ trợ được cá nhân hóa. Có thể hoạt động 24 trên 7, sẵn sàng hỗ trợ khách hàng bất cứ lúc nào. Hỗ trợ tạo một danh sách từ khóa hoặc cụm từ tiềm năng trong chiến dịch marketing. Nhược điểm của chat GPT Bên cạnh những điểm mạnh thì chat GPT cũng có một số mặt hạn chế như hạn chế về ngôn ngữ nên không xử lý được các yêu cầu phức tạp hoặc nhiều sắc thái câu trả lời phụ thuộc chủ yếu vào chất lượng câu hỏi đầu vào vì thế những câu hỏi chung chung sẽ không được diễn đạt một cách rõ ràng nội dung câu trả lời không phải lúc nào cũng đúng và có thể sai lệch thông tin có nguy cơ bị đánh cắp thông tin nhạy cảm nếu chat gpt không được bảo mật đúng cách đánh giá ưu nhược điểm của chat gpt với khả năng xử lý thông minh và tính hiệu quả vô cùng cao chat gpt hứa hẹn là một công cụ góp phần hoàn thiện công việc học tập nhanh chóng với kết quả tối ưu ưu điểm của chat gpt giao diện trực quan thân thiện và dễ dàng sử dụng các câu trả lời dễ hiểu trôi chảy hơn các công cụ chatbot khác có khả năng ghi nhớ nội dung trò chuyện trước đó từ đó cung cấp các đề xuất và hỗ trợ được cá nhân hóa có thể hoạt động 24 trên 7, sẵn sàng hỗ trợ khách hàng bất cứ lúc nào. Hỗ trợ tạo một danh sách từ khóa hoặc cụm từ tiềm năng trong chiến dịch marketing. Nhược điểm của chat GPT Bên cạnh những điểm mạnh thì chat GPT cũng có một số mặt hạn chế như Hạn chế về ngôn ngữ nên không xử lý được các yêu cầu phức tạp hoặc nhiều sắc thái. Câu trả lời phụ thuộc chủ yếu vào chất lượng câu hỏi đầu vào, vì thế những câu hỏi chung chung sẽ không được diễn đạt một cách rõ ràng nội dung câu trả lời không phải lúc nào cũng đúng và có thể sai lệch thông tin có nguy cơ bị đánh cắp thông tin nhạy cảm nếu chat gpt không được bảo mật đúng cách các thắc mắc thường gặp về chat gpt có thể sử dụng chat gpt miễn phí không để có thể tiếp nhận những đánh giá phản hồi từ người dùng và hoàn thiện hơn chat gpt hiện đang được dùng miễn phí trong thời gian chạy bản thử nghiệm dùng tài khoản đăng ký chat gpt tại việt nam được không công ty phát triển chat gpt là opena hiện chưa hỗ trợ sử dụng công cụ này tại việt nam tuy nhiên bạn có thể tạo tài khoản thành công bằng cách chuyển đổi ip sang các nước được hỗ trợ thử nghiệm chat gpt công việc nào có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi chat gpt sự ra đời của chat gpt có thể là niềm vui cũng có thể là nỗi lo lắng với một số người dùng làm việc trong các lĩnh vực liên quan đến sale marketing content kỹ thuật phần mềm song chat gpt sẽ không thể làm mọi thứ nếu không có sự tác động từ con người do đó điều quan trọng là bạn cần phải nỗ lực và không ngừng trau dồi bản thân để có thể phát triển tốt hơn có thể nói những tính năng vượt trội của chat gpt sẽ giúp chúng ta tiếp thị kỹ thuật số một cách mạnh mẽ trong thời đại mới tuy nhiên những dữ liệu từ chat gpt chỉ mang tính chất tương đối và không thể phân biệt đúng sai vì vậy để sử dụng hiệu quả bạn cần phải kiểm định và đánh giá chất lượng nội dung kết quả nhận được từ chat GPT kỹ càng. Hy vọng bạn có thể ứng dụng công cụ này vào công việc và học tập một cách thông minh, giúp tiết kiệm thời gian và công sức nhé. Phát hiện bất ngờ, một người Việt Nam có vai trò quyết định với thành công của chat GPT. Mới đây, trên trang Facebook cá nhân của mình, CEO của BKAV, ông Nguyễn Tử Quảng đã tiết lộ một người Việt Nam có vai trò quyết định với thành công của chat GPT. Theo CEO của BKAV, người Việt Nam này chính là anh Lê Viết Quốc, một trong bốn người đồng sáng lập ra Google Brain. Chính anh Lê Viết Quốc đã phát triển một thuật toán xử lý ngôn ngữ tự nhiên, và Google đã phát triển phiên bản này và cho ra thuật toán Transformer. Thuật toán này đã giúp OpenAI dựa vào đó để phát triển chatbot chat GPT. Được biết, anh Lê Viết Quốc sinh năm 1982 tại Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. Sau khi tốt nghiệp trường chuyên Quốc học Huế, anh Quốc tiếp tục theo học tại Đại học Quốc gia Australia, Úc và sau đó làm nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Stanford, Mỹ về trí tuệ nhân tạo. Năm 2011, anh Quốc đồng sáng lập Google Brain cùng với cố vấn tiến sĩ Andrew, nghiên cứu sinh Google Zeddin và nhà nghiên cứu tại Google Corrado. Mục tiêu là khai phá về học sâu, deep learning trên cơ sở khối lượng dữ liệu khổng lồ của Google. Năm 2014, Lê Viết Quốc phát triển thành công thuật toán xử lý ngôn ngữ tự nhiên có tên là seq 2 seq Điều thú vị, nhờ thuật toán này của Lê Viết Quốc, Google phát triển một phiên bản nâng cấp với tên gọi Transformer nói trên. Chat GPT do công ty Open AI phát triển dựa trên thuật toán có tên là Transformer AI Model do đội Google Brain phát triển vào năm 2017. Đây cũng là công nghệ lõi giúp Google dịch có chất lượng cao như hiện nay. Như vậy, có thể nói, Lê Viết Quốc có vai trò quyết định với thành công của thế giới về xử lý ngôn ngữ tự nhiên nói chung và chat GPT nói riêng. Vậy, vấn đề quan trọng cụ thể nhất ở đây là chat GPT sẽ làm được gì và như thế nào? Đó là chat GPT có thể trả lời những câu hỏi, viết các câu văn và giao tiếp với bạn. Công cụ này hoạt động giống như một cuộc hỏi đáp giữa người với người. Hiện tại, Chat GPT được cho là có thể trả lời câu hỏi như người thật, trình bày ý tứ một cách logic, có chiều sâu và cực kỳ trôi chảy cho các câu hỏi phức tạp. Chẳng hạn như, khi được hỏi tín dụng quan trọng như thế nào đối với bất động sản, câu trả lời chatbot này đưa ra là, tín dụng là một yếu tố quan trọng trong việc mua bán bất động sản, bởi nó cung cấp một nguồn tài chính cho người mua để mua nhà, hoặc đất với số tiền mình không có. Tín dụng còn giúp cho người mua tài sản để sử dụng nó ngay lập tức và trả tiền trong thời gian dài hơn. Vì vậy, tín dụng có thể giúp cho việc mua bán bất động sản trở nên dễ dàng và tiện lợi hơn. Bên cạnh đó, trả lời về việc liệu người giàu ở Việt Nam chủ yếu giàu lên nhờ sốt đất đúng hay không, Chatbot ChatGPT khẳng định là không phải tất cả người giàu đều nhờ sốt đất. Cụ thể, ChatGPT trả lời: không phải tất cả người giàu tại Việt Nam đều trở nên giàu có nhờ sự sốt đất. Từng có một số người giàu từ việc mua bán đất trong thời gian giá đất tăng cao, nhưng cũng có nhiều người giàu từ những nguồn thu nhập khác như kinh doanh, tài chính, chứng khoán, hoạt động sản xuất và dịch vụ. Do đó, không thể chắc chắn rằng tất cả người giàu tại Việt Nam đều trở nên giàu có nhờ sự sốt đất. Tuy nhiên, vẫn có thể thấy, Chat GPT còn gặp phải một số hạn chế khi nói chuyện bằng tiếng Việt, như không hoàn thiện hết câu hay đang nói chuyện bằng tiếng Việt thì chuyển sang tiếng Anh ngoài ra công cụ này có xu hướng lặp lại câu từ và gặp một số lỗi nhỏ trong diễn đạt dù vậy các chuyên gia cho rằng khi được sử dụng nhiều ai trí tuệ nhân tạo sẽ thông minh hơn và có thể học hỏi nhiều phong cách viết khác nhau thậm chí bắt chước giọng điệu của một thương hiệu tổ chức cụ thể theo yêu cầu nữ tướng thầm lặng đứng sau sự thành công vang đội của chat gpt mira murati giám đốc công nghệ cto của open ai người dẫn dắt đội ngũ tạo ra siêu AI trí tuệ nhân tạo này. Trên đối thủ Google Search, người dùng lại có thể tìm kiếm thông tin về hành trình công nghệ của nữ tướng này. Mira Murati, sinh năm 1988 tại San Francisco, từng học vượt lớp khi còn nhỏ. Cô theo ngành kỹ thuật cơ khí tại Đại học Dartmouth và được giữ lại trường làm trợ giảng trước khi đầu quân cho hãng nghiên cứu nổi tiếng Goldman Sachs. Đến 2012, Cô gia nhập công ty hàng không vũ trụ Zodiac Aerospace. Một năm sau, Mira Murati đến Tesla với vai trò giám đốc sản phẩm cấp cao và trở thành một trong những người chịu trách nhiệm chính về thiết kế, phát triển một số mẫu xe, ví dụ Model X. Cô cũng tham gia một số dự án của công ty hàng không vũ trụ SpaceX trước khi tới công ty khởi nghiệp Leap Motion năm 2016. Đây là công ty chuyên phát triển các sản phẩm thay thế chuột và bàn phím bằng cảm biến chuyển động gắn trên tay người. Từ tháng 6 năm 2018 đến tháng 12 năm 2020, Mira Murati đảm nhiệm vị trí phó chủ tịch về ứng dụng AI trí tuệ nhân tạo và quan hệ đối tác tại Open AI. Sau đó, cô chịu trách nhiệm phát triển toàn bộ sản phẩm của công ty và trở thành giám đốc công nghệ, CTO từ tháng 5 năm 2022 đến nay. Dưới sự dẫn dắt của Mira Amirati về mặt công nghệ, ChatGPT trở thành một trong những sản phẩm đạt 100 triệu người dùng nhanh nhất mọi thời đại. Trong tháng đầu năm, ChatGPT vượt qua Bitcoin trong danh sách từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất, theo thống kê của Google Trends. Khác với hình dung về một nữ tướng công nghệ, Murati có những sở thích khá mộng mơ. Cô yêu thích thơ ca. Cuốn sách cô thích nhất là Yui Noel tuyển tập thơ của Jenner Maria Rilke. Còn bộ phim cô đánh giá cao là 2001, Asphi ADC vì nó có thể khuấy động trí tưởng tượng, bằng hình ảnh và âm nhạc. Như trong phân cảnh tàu con thoi cập bến cùng điệu vang xe Blue đang úp vang của Johann Strauss. Thách thức khi phát triển chat GPT Khi thế giới phát cuồng với chat GPT, phần lớn sự chú ý tập trung vào Sam ông mình. Tuy vậy, CEO OpenAI cho biết Mirati mới là người tạo ra chat GPT trong lần hiếm hoi xuất hiện trước công chúng với tham, nữ giám đốc công nghệ CTO thừa nhận cô không ngờ sự ủng hộ của người dùng với AI trí tuệ nhân tạo này lại lớn như thế. Tôi cũng đã không tin chắc bao này có thể thành công. Khi quyết định giới thiệu dự án đến công chúng, tôi thậm chí đoán nó sẽ thất bại, cô nói. Cô kỳ vọng chắc GPT sẽ thật sự tạo ra những bước tiến vượt bậc trong mỗi ngành nghề, chứ không đơn thuần là một công nghệ gây tò mò. Mira Murati cho biết, về cơ bản, chat GPT là một mô hình đàm thoại lớn, một mạng neuron cỡ đại được đào tạo để có thể đoán và nối từ, nhằm tiếp nối câu chuyện với người dùng một cách mạch lạc nhất có thể. Nó có thể bịa ra sự thật, không phải lúc nào câu trả lời của AI trí tuệ nhân tạo cũng đúng. Cô thừa nhận điểm yếu của chat GPT. Để khắc phục vấn đề này, công ty xây dựng mô hình hội thoại, cho phép AI trí tuệ nhân tạo đối thoại với người dùng để dạy cho nó câu trả lời chính xác nếu nó đưa ra thông tin sai người dùng có thể phản hồi theo cú pháp bạn có chắc không để nhận câu trả lời chỉnh sửa từ đó chat gpt mở ra một đoạn hội thoại mới với kiến thức được cập nhật tuy vậy điều này lại đẩy ai trí tuệ nhân tạo đến một rủi ro khác là người dùng có thể cố tình đưa vào chat gpt những thông tin sai lệch nỗi lo về ai trí tuệ nhân tạo khi chứng kiến sự bùng nổ của chat GPT và xác định điểm yếu lớn nhất của nền tảng, Mira Murati cho biết, cô lo ngại AI trí tuệ nhân tạo sẽ bị lạm dụng, hoặc trở thành công cụ tiếp tay cho kẻ xấu. Làm sao có thể quản lý cách người dùng ứng dụng công nghệ thế nào? Làm sao biết được việc sử dụng AI trí tuệ nhân tạo phù hợp với các giá trị của nhân loại? Giám đốc công nghệ CTO 8X đặt câu hỏi. Cô cho rằng câu trả lời nằm ở ý thức cộng đồng khi dùng AI trí tuệ nhân tạo có kiểm soát và có trách nhiệm. Chắc chắn cơ quan quản lý, chính phủ cần giám sát công nghệ. Không còn sớm nữa để các nhà hoạch định chính sách đưa ra các bộ tiêu chuẩn và xem xét đến tác động mà AI trí tuệ nhân tạo có thể gây ra cho cộng đồng. Mira Murati nói, trong khi cộng đồng đang nổ ra nhiều tranh cãi liên quan đến việc chat GPT AI trí tuệ nhân tạo này có thể thay thế con người trong nhiều lĩnh vực giám đốc công nghệ cto open ai cho rằng tương tự các cuộc cách mạng trước sẽ có những công việc mới sinh ra và những công việc cũ bị mất đi cô tin giáo dục sẽ là lĩnh vực có thể thay đổi nhiều nhất với sự tiến bộ của ai trí tuệ nhân tạo cuối cùng là đăng ký tài khoản để sử dụng chat gpt như thế nào dịch vụ chat gpt dù rất nổi tiếng song vẫn chưa hỗ trợ người dùng việt nam đối với những người nào rành công nghệ và người làm dịch vụ chuyên nghiệp Việc tạo tài khoản trên Âu AI chỉ mất 5 phút, chi phí tin nhắn dịch vụ khoảng 3.000 đồng. Nhưng nếu hiểu biết kém về công nghệ hoặc không có điều kiện tự mở tài khoản, người dùng nên nhờ người quen hoặc chọn dịch vụ uy tín, chỉ cung cấp địa chỉ email, không gửi số điện thoại hoặc mật khẩu email và phải đổi mật khẩu trong lần đăng nhập đầu tiên. Đồng thời, nếu chỉ có nhu cầu dùng thử, người dùng nên mua tài khoản loại rẻ nhất, giá vài chục nghìn đồng đổ lại. Trong trường hợp muốn dùng lâu dài, nên đăng ký tài khoản với email chính chủ. Xin lưu ý, khi sử dụng email chính chủ sẽ đối diện với rủi ro rất lớn, đó là nhiều cá nhân, tổ chức bán các tài khoản chat GPT được đăng ký bằng số điện thoại ở nước ngoài. Đối với người mua dịch vụ chat GPT tại Việt Nam, số điện thoại là định danh để sở hữu tài khoản, nếu người sử dụng dịch vụ không phải là người sở hữu số điện thoại này thì có thể mất tài khoản bất cứ lúc nào. Đặc biệt là email chính chủ có thể bị hack và bị chiếm đoạt. Do đó, chúng ta không nên sử dụng dịch vụ này trừ khi chỉ mua để tìm hiểu và chấp nhận rủi ro mất tài khoản. Vì vậy, người dùng tại Việt Nam nếu muốn sử dụng chat GPT an toàn thì nên tạo một email mới chuyên sử dụng riêng cho dịch vụ chat GPT, với sự lựa chọn Gmail là tốt nhất. Nội dung tin tức tuyển chọn đến đây xin được tạm dừng cảm ơn cô bác anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi và lắng nghe luôn mong rằng được sự ủng hộ của mọi người bằng cách thích bình luận và đăng ký để tạo động lực cho kênh phát triển chào tạm biệt và hẹn gặp lại những thông tin tuyển chọn tiếp theo